Con hai năm rưỡi, ba đứa, hôm nay chúng tôi cần một tấn. Cái số lần này con đã gặp, chăm sóc con đầy đủ hơn. Cảm ơn cô và giáo viên lắm. Gia đình chúng tôi cũng góp cho cháu đi học đến nơi đến chốn. Được, như vậy là một